Nhà đẹp Dùng Gen xin kính chào quý cô chú và các anh chị. Thì trước khi đến với căn nhà của ngày hôm nay thì em có một tin vui muốn thông báo đến quý cô chú và các anh chị là sau một thời gian du lịch và sinh sống trên đảo Phú Quý thì bên em có đầu tư một số lô đất ở đây. Thì em nhận thấy là tiềm năng phát triển ở đây đang rất là tốt, cho nên là em muốn chia sẻ đến quý cô chú và các anh chị mình một số lô đất mà có giá đầu tư tốt cũng như là tương lai sau này. Nếu quý cô chú và các anh chị nào có nhu cầu thì hãy alo cho em ngay hoặc là nhắn tin Zalo theo số điện thoại mà em để trên màn hình nha. Và căn nhà mà hôm nay em giới thiệu đến quý cô chú và các anh chị thì cũng nằm ở vùng ven của thành phố. Thì từ đây mình đi ra chợ Long Thuận chỉ mất 2 phút đi xe máy thôi. Và đường trước nhà là đường nhựa 6m, rất là rộng rãi, thoải mái, mình có thể kinh doanh ở đây luôn. Và hiện tại nhà của mình nằm ở hướng Tây Bắc. Và căn nhà ngoại quan của nhà mình thì được thiết kế theo dạng mái hộp và với hai màu cam và màu nâu, rất là hiện đại và sang trọng, cũng như là tạo cảm giác ấm cúng cho căn nhà của mình. Và đây là cổng nhà mình thì là cửa sắt cắt CNC với hai màu đen và màu đồng, rất là sang trọng ha. Và hai trụ cổng hai bên cũng có cây đèn cổng luôn, rất là bề thế cho nhà mình. Và phía trong là một cái khoảng sân rất là rộng, mình có thể để xe hơi thoải mái luôn ha, xe hơi xe tải có thể vào đến đây để thoải mái luôn. Và ở bên hai bên này là bức tường bên này em đã rào chắn rất là mình rất là cẩn thận rồi, mình lát đá hai bên luôn, rất là sạch sẽ cũng như là kiên cố cho nhà mình. Sau này mình có nhu cầu mình có thể làm cái mái ở trên nếu mình để xe hơi ở đây ha. Ở trước em cũng có đồ dòi nước luôn nè. Và nền ở đây thì cũng được lót gạch nạch sàn ha, chống trơn trượt cũng như là sạch sẽ cho nhà mình. Và phía mặt tiền của nhà mình thì em đã lót gạch giả vân đá cũng rất là kiên cố sạch sẽ cho nhà mình luôn. Và ở bên trong cửa chính của nhà mình là cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh kết hợp với kính cường lực, hiện đại và sang trọng. Trước khi mà đi vào chi tiết sâu bên trong căn nhà thì em cũng thông tin đến với cô chú và các anh chị mình, nhà của mình có diện tích là ngang 4m1, dài 28, đường trước nhà trên sổ là 4m, cũng như là sân trước của mình là 9m, có một trệt một lầu. Có lầu trệt của mình thì sẽ có phòng khách nè, phòng bếp, phòng ngủ, sân sau và nhà vệ sinh. Cũng như là tầng trên của mình sẽ có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và ban công, rất là xinh đẹp luôn. Với cô chú và các anh chị mình hãy nán lại ít phút để mình có thể xem được chi tiết căn nhà xinh đẹp ngày hôm nay. Thì đây là phòng khách của mình, thì nền thì được lót gạch bóng kính 80, giả vân đá. Và cũng như là trần nhà của mình là trần thạch cao vật cấp với cây đèn chùm rất là độc đáo ở giữa. Là cái chi tiết hoa văn ở xung quanh cũng rất là tỉ mỉ ha, được mạ vàng luôn. Và phía hai bên tường của mình thì được gắn tranh cũng như là chạy những cái đường vân nè, nó rất là tỉ mỉ cho nhà mình, tạo một cái nét hoàng gia cho nhà mình rất là sang trọng ha. Nhà mình toàn bộ khi mà em bước vào đi tham quan thì mình sẽ có cảm giác như là một cái nhà triển lãm rất là nghệ thuật và có nhiều cái nét trang trí rất là độc đáo ha. Phía bên này mình có 1-3 bức tranh rất là đẹp luôn. Nó rất là sinh động và lung linh cho phòng khách của mình. Và phía bên này thì sau này thì em sẽ làm cái tiểu cảnh ở dưới đây. Tiểu cảnh nhỏ dưới đây cho nhà mình đó, thêm thiên nhiên trong nhà luôn. Và phía bên này thì mình có mà làm một cái tiểu cảnh ở đây là có một cái cánh cổng nè. Ở đây mình có một cái bức tranh như là một cái cánh cổng công viên ở nhà mình luôn. Thêm thiên nhiên phong phú, sinh động cho nhà mình. Và phía bên này là cái cầu thang dẫn lên lầu. Thì cũng đơn giản thôi, cũng là tay vịn bằng gỗ, vách là kính cường lực cũng như là trụ cầu thang, như là bậc cầu thang là đá hoa cương rộng rãi. Và phía dưới này mình có một được cái phòng ngủ, thì cái phòng ngủ này thì có diện tích cũng vừa phải và mình thích hợp để máy lạnh ở trong này nha. Em đã trang bị đầy đủ mình điện chiếu sáng cũng như là đèn ngủ rồi, cũng như là cửa của mình là đồng bộ là cửa sắt sơn tĩnh điện kết hợp với kính mờ. Và dọc theo con đường này cũng có những cái bức tranh, cũng có những cái đường viền hoa văn rất là đồng bộ cho nhà mình luôn. Nhà mình rất là đẹp, được trang trí rất là tỉ mỉ và chu đáo. Đó, bức tranh trải dài xuống tận dưới phòng bếp luôn nha. Đây là gian bếp của mình. Phía này đã trang bị cho mình là đầy đủ là tủ bếp trên và tủ bếp dưới rất là rộng lớn, cũng như là mặt bếp là đá hoa cương. Cũng như là thành bên này thì cũng là cái vách bên này là PVC của màu cam luôn, đồng bộ với cái tông màu của nhà mình là cam nâu. Và ở trên trần nhà của mình là có trần thạch cao vật hợp kết hợp với cái đèn chùm cam nâu ở giữa luôn. Nhà mà mình làm đồng bộ về màu sắc thì mình cảm giác nó hài hòa và nó tạo một cảm giác tính có tính nghệ thuật và xinh đẹp hơn cho nhà mình. Phía bên này thì em có bộ mì nóc hay gian 304 cũng như là kệ ấp chén luôn. Đó, kệ ấp chén trên và dưới rất thuận tiện cho nhà mình luôn, đầy đủ. Cũng như là đầy đủ các ổ điện của mình để tủ lạnh ha.
Phía bên này mình có được cái sân sau cũng khá là rộng rãi, mình có thể phơi đồ ngoài này. Xung quanh đây bức tường em đó rào chắn cũng như là lót gạch đồ đó làm kỹ càng rồi. Và cái ống nước mình có thể để máy giặt ở đây, dời nước mình thuận tiện sử dụng luôn. Phía bên này thì mình có nhà vệ sinh cũng khá là rộng rãi ha. Tường được ốp gạch toàn bộ luôn, cũng như là đầy đủ các thiết bị nhà vệ sinh cao cấp. Và bây giờ thì quý cô chú và các anh chị mình hãy cùng em lên trên lầu để mình tham quan tiếp những chi tiết còn lại. Và nếu cái quý cô chú và các anh chị mình có ý kiến hay là có đóng góp gì thì hãy để lại cái bình luận bên dưới để em có thể chỉnh sửa vào những cái video tiếp theo nha. Và đây là trên lầu 1 của mình, thì phía sau cầu thang sẽ là hai phòng ngủ. Đường đi thì cũng rất là rộng rãi. Và đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ nhất của mình thì có diện tích khoảng 12 mét vuông ha, cũng được trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng cũng như là đèn ngủ. Và phòng này thì sau này đặt máy lạnh thì rất là thích hợp luôn. Và phía sau cùng của đường hành lang thì sẽ là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này thì được tích hợp nhà vệ sinh ở trong. Nhà vệ sinh này thì cũng khá là rộng rãi và toàn bộ cái trang trí cũng như là thiết bị thì làm đồng bộ với nhà vệ sinh ở dưới. Như bên này thì mình có được cái cửa sổ hướng ra bên ngoài. Đó, bên ngoài của mình thì khá là thoáng mát, như là mình có cảm nhận được cái không khí đồng quê yên bình ở bên ngoài. Và bà con hàng xóm của mình cũng khá là đông đúc. Và bây giờ thì mình sẽ đi tham quan cái phòng ngủ cuối cùng cũng như là ban công bên ngoài. Thì trước khi qua phòng ngủ thì mình có nhà vệ sinh sử dụng chung ở đây, để quý cô chú và các anh chị nào mình không thích phòng có nhà vệ sinh ở trong thì mình có thể sử dụng cái phòng này. Nhà vệ sinh nó cũng làm đồng bộ với nhau thôi. Và cái phòng này thì có diện tích cũng tương đối rộng ha. Và phía bên này đặc biệt là mình có một cái ban công đã trang trí cho quý cô chú và các anh chị mình những cái tiểu cảnh rất là thiên nhiên luôn. Đó, ở đây mình chừa sẵn cái bồn hoa và em đã trồng luôn. Mình hoa giấy nè, nở hoa luôn rồi. Rất là đẹp, bên này mình có thể để luôn một cái chậu cây ở đây. Và sau này nếu quý cô chú và các anh chị mình thích cái loại cây gì thì em có thể tặng mình cái cây đó luôn. Và ở đây mình có một cái thành cầu thang cắt CNC bằng sắt cũng rất là đẹp ha, rất là đầu tư luôn. Cũng như là mặt tiền này mình có một cái màu cam nâu đồng bộ với toàn bộ nhà mình luôn. Nhà mình thiết kế thì ngoại quan rất là xinh đẹp và sang trọng hiện đại. Và đến đây thì quý cô chú và các anh chị mình đã tham quan hết căn nhà của ngày hôm nay rồi. Thì nếu mà mình yêu thích căn nhà này thì hãy gọi cho em ngay qua số điện thoại em để trên màn hình. Và giá của căn nhà là 3 tỷ 100 triệu đồng. Thì quý cô chú và các anh chị mình nếu mà quan tâm thì hãy đăng ký kênh Nhà Đẹp Dùng Gian, cũng như là nhấn nút like và gọi điện thoại cho em để được đi xem căn nhà này, cũng như là mình sớm sở hữu được căn nhà này. Rất có vị trí rất là tốt, cũng như là giá so với chất lượng nhà thì em nghĩ là rất là tốt so với hiện giờ rồi. Em xin chào tạm biệt.